tắm này. Xin lỗi Linh, tại nhà anh mất nước, mà nhà em thì điện nước đầy đủ quá, nên là anh sang tắm nhờ ấy mà. Này, gì đây? Cầm tiền hôm nay đi ngủ ở nhà nghỉ của tao nhá. Hôm nay người yêu tao ngủ ở đây, hôm nay kỷ niệm 2 tuần bọn tao yêu nhau đi. Mày điên à? Tao có nhà sao tao phải ra nhà nghỉ ngủ? Sao chúng mày không ra đi? Thì anh Cường, anh ấy đang stress về công việc, thế nên là đi ra ngoài là không thoải mái, không lên được, khổ lắm. Hộ tao. Nhà có mỗi 2 đứa con gái thôi, mày đưa người yêu về nhà ngủ thì mày cũng phải báo trước với tao một câu để tao còn chuẩn bị chứ. Biết rồi, thôi hôm nay lỡ rồi thì ra nhà nghỉ ngủ tao, cho bọn tao hâm nóng tình cảm. Mấy khi mới được ở nhà đâu, ra nhà nghỉ ngủ nhá. Tao châm trước cho mày lần này rồi đấy, không có lần sau đâu. Ngay từ lúc đầu dọn về tao đã nói rõ ràng quan điểm rồi. Được phép đưa người yêu về nhà chơi, nhưng mà chỉ ở trong phạm vi phòng khách, không được vào phòng ngủ và cũng không được ở lại qua đêm. Rồi không, khó tính cứ như mẹ tao ấy. Thôi đi nhá. Nào, hôm nay căn nhà này là của 2 đứa mình. Trên ghế là một lúc mở mắt ra thấy mặt người yêu mày lù lù bên cạnh đấy. Anh Cường, chuyện này là như thế nào? Anh định làm gì cái Linh? Anh định phản bội em đúng không? Bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Anh ngủ dậy thì thấy Linh nằm ở đây, ngủ sắp ngã ra đất rồi đấy. Anh vào đánh thức để Linh nằm dịch vào thôi, có chuyện gì đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Em ngủ trên ghế làm sao mà ngã được? Em phải tin anh, em biết thừa anh là người thế nào mà. Anh Cường, anh ấy là người tốt. Mày toàn có nghi ngờ linh tinh thôi. Linh tinh là thế nào? Bây giờ tao nói mày không tin à? Không phải là không tin, nhưng mà anh Cường anh nói đúng mà. Mày đừng có vạch lá tìm sâu nữa. Người yêu của bạn đến nhà ngủ có tơ hơ ra. Này, tao nhịn mày từ tối hôm qua tới giờ rồi đấy nhá. Tao mới là người có quyền trách móc ở đây đấy. Tao đã nhường phòng, nhường giường cho mày với cả người yêu mày ngủ rồi. Thế mà bây giờ mày còn quay ra mày trách tao ngủ tơ hơ à? Vì ai mà tao phải tơ hơ hả? Thôi bình tĩnh. Sao có mỗi tí chuyện cái xé to làm gì? Anh về luôn đây. Em cầm chút tiền, dẫn Linh đi ăn sáng uống cà phê cho khuây khỏa. Đêm qua chắc cũng phiền rồi đấy. Mày thấy anh Cường tốt chưa? Anh ấy biết điều chứ không như mày đâu. Mày rất khó tính.
Mày đang ở đâu, về nhà ngay đi. Gì mà mày hét ầm như thế, biết hết cả tai. Mà tao đang đi siêu thị. Mà mày về nhà rồi à? Hôm nay tao làm sớm thế. Tao mệt nên là xin về sớm để nghỉ. Ai dè nghỉ không được nghỉ, mà phải chứng kiến cảnh người yêu mày đang tắm ở trong nhà mình đấy. Cái gì cơ? Mày nhìn thấy anh Cường đang tắm á? Ý là mày nhìn thấy. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Nếu mà muốn biết thực hư thì về nhà ngay đi. Về mà giải quyết cái mớ hỗn độn ở nhà đi. Đừng để ngày nào tao đi làm về cũng phải mệt mỏi như thế nữa. Mày ở im với tao về ngay. Bảo ông Cường đừng có tắm táp gì nữa. Mày điên à? Tao đi ra ngoài rồi. Tao làm sao mà dám ở trong nhà với cả người yêu mày? Sợ có xử được ấy. Tao đi xuống dưới quán cà phê ở dưới nhà đợi đây. Khi nào về thì gọi tao. Tại sao lại mặc áo này? Áo không yêu tao thì tao mặc. Vấn đề gì không? À! Đầu vai nhẹ tay thôi. Tay bay vạ gió thật đấy. Mà anh cũng mạnh tay lắm cơ anh Hùng ạ. Thì lúc nãy đến anh có biết đây là người yêu của em đâu. Anh hỏi cậu ta là ai ấy. Cậu ta bảo là người yêu của chủ nhà. Nói thế thì chẳng gây hiểu lầm. Hiểu nhầm gì thì anh cũng phải hỏi rõ ngọn ngành như thế nào chứ. Anh đấm người yêu người ta như thế, ai mà chả sót. Em thử đặt em vào anh đi, xem có bình tĩnh mà hỏi được không. Anh sang đưa đồ cho Linh đi công tác ấy, gặp cậu ta ở trong nhà. Em thử là anh đi, em bình tĩnh được không? Mày còn trách người yêu tao nữa. Anh ấy sang đây thấy người đàn ông lạ ở trong nhà hai đứa con gái thì anh ấy chẳng ý. Mà quan trọng ấy là người yêu mày còn đang mặc áo của tao kìa. Tao chả hiểu anh ấy nghĩ gì luôn ấy. Mà sao anh mặc áo của Linh hả? Thì anh thấy mở tủ ra có cái nào thì anh mặc cái đấy thôi, ai cố tình đâu. Việc anh tự ý lấy đồ ở trong nhà hai đứa con gái đã là anh vô ý lắm rồi đấy anh Cường ạ. Có thế thôi mà cũng nặng lời với nhau thế. Lần trước mày hứa với tao nào? Mày hứa với tao là từ giờ sẽ không đưa người yêu về nhà nữa. Vậy mà mày quên rồi à? Mà mày đưa về mày cũng không nói với tao câu nào cả. Mày có còn coi tao là bạn cùng nhà không? Mày có tôn trọng tao không? Mày muốn tao tôn trọng mày ấy, thì mày phải tôn trọng quyền riêng tư của tao đây này. Đây là nhà tao thuê, tao đưa ai về là việc của tao. Lâu nay là tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Mày anh thấy em nói thế là không được đâu. Hai người con gái ở với nhau ấy, phải biết bảo vệ quyền riêng tư cho nhau chứ. Đằng này em đừng có vì việc cá nhân của em mà ảnh hưởng đến bạn của mình. Các cụ nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Này, anh nói chuyện như kiểu là tôi cố tình sang đây xong cố tình giở trò với Linh ấy. Trên đời này ấy, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc mà cậu không bình tĩnh ấy, tôi cũng chẳng biết được cậu sẽ làm gì đâu. Như tôi với cả Linh yêu nhau, trừ khi có việc tôi mới sang đây để gặp Linh thôi. Mà gặp nhau bọn tôi cũng ngồi phòng khách, chưa bao giờ tôi bước chân vào phòng ngủ cả. Tôi không phải nói nhiều nữa. Tao cho mày thời gian suy nghĩ đi Linh ạ. Sắp tới là tao đưa anh Cường về nhà nhiều hơn đấy. Bọn tao muốn riêng tư ở đây, không muốn đi ra ngoài. Thế thì chúng mày thuê nhà riêng ở. Ích kỷ mày. Linh, Linh. Linh đây à? Anh đi uống rượu về. Anh say quá, tự nhiên anh về đây anh chả nhớ gì cả. Anh, sao anh lại có mật khẩu nhà em? Thì Phương anh đi quẩy chiến gần 2 ngày hôm nay rồi, nên là cho anh mật khẩu nhà. Nhưng mà anh thấy anh uống rượu vào anh nhớ em hơn, nên là anh phải về đây tìm em ấy. Mai mới có cơ hội không có Phương anh ở nhà. Anh đã ý em lâu rồi. Chỉ là anh sợ vì em là bạn cùng phòng với người yêu anh. Nhưng mà bây giờ hai người đang mâu thuẫn, cơ hội của anh là... Bỏ nó ra! Yêu là mày! Em yêu đấy à? Sao em về sớm thế? Anh tưởng em phải quẩy triền miên với lũ bạn trên ma thâu đêm chứ. Đúng là tôi định như thế đấy. Nhưng mà nhận được tin nhắn Linh gọi tôi về, nhưng mà không ngờ về lại được chứng kiến cái cảnh như thế này đấy. Bấy lâu nay em đánh giá anh hơi thấp rồi. Sau lưng em anh còn làm nhiều trò hơn cơ. Đến bây giờ thì chẳng phải giấu gì nữa nhở.
Đúng là khốn nạn mà. Uổng công bấy lâu nay tôi cư mang anh. Tôi thương anh ở phòng chật hẹp, thế nên đưa anh về đây. Tôi còn cãi nhau với Linh vì anh. Nhưng không ngờ anh như thế với tôi đấy à? Đúng là phụ nữ nói nhiều thế. Cứ như đàn ông bọn anh chỉ có hành động thôi, thích con nào vào cả người. Thế thì để tôi cho anh tịt luôn nhé. Cái thằng khốn đấy, nó dở trò đúng đợi anh đi công tác. Anh ở nhà, anh phi sang cho nó một trận rồi. Ôi, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Bọn em cũng cho lên phường rồi, pháp luật sẽ trừng trị hắn thích đáng. Mày cho tao xin lỗi nha Linh. Em xin lỗi anh Hùng nhá, vì đã để người yêu anh rơi vào hoàn cảnh như thế. Thôi, giờ bọn anh không trách em làm gì cả. Trong lúc yêu ấy, thì người ta thường hay mù quáng mất đi lý trí mà. Nhưng mà này, sau này có yêu ai ấy, thì nhìn người cho kỹ vào. Em mà nhìn sai người, thì người chịu khổ nhiều nhất là em đấy. Thế cả cũng đừng đưa người ta về nhà nữa. Yêu đương chứ không phải kết hôn đâu mà sống chung. Đôi khi mọi chuyện cũng cần phải có ranh giới rõ ràng thì mới không xảy ra những chuyện không hay được. Gì đấy? Cầm tiền hôm nay đi ngủ ở nhà nghỉ của tao. Hôm nay người yêu tao ngủ ở đây. Hôm nay kỷ niệm 2 tuần bọn tao yêu nhau đi. Mày điên à? Tao có nhà sao tao phải ra nhà nghỉ ngủ? Sao chúng mày không ra đi? Thì anh Cường, anh ấy đang stress về công việc, thế nên là đi ra ngoài là không thoải mái, không lên được, khổ lắm. Hộ tao. Nhà có mỗi 2 đứa con gái thôi. Mày đưa người yêu về nhà ngủ thì mày cũng phải báo trước với tao một câu để tao còn chuẩn bị chứ. Biết rồi. Thôi hôm nay lỡ rồi thì ra nhà nghỉ ngủ tao, cho bọn tao hâm nóng tình cảm. Mấy khi mới được ở nhà đâu. Ra nhà nghỉ ngủ nhá. Tao chấm trước cho mày lần này rồi đấy, không có lần sau đâu. Ngay từ lúc đầu dọn về tao đã nói rõ ràng quan điểm rồi. Được phép đưa người yêu về nhà chơi, nhưng mà chỉ ở trong phạm vi phòng khách, không được vào phòng ngủ và cũng không được ở lại qua đêm. Rồi không, khó tính cứ như mẹ tao ấy. Thôi đi nhá. Linh, chuyện này là như thế nào? Hai người làm cái trò gì đấy? Mày hỏi người yêu mày ấy, tao không ngủ được ngoài nhà nghỉ nên tao về nhà sớm. Vừa mới ngủ gật trên ghế được một lúc, mở mắt ra thấy mặt người yêu mày lù lù bên cạnh đấy. Anh Cường, chuyện này là như thế nào? Anh định làm gì cái Linh? Anh định phản bội em đúng không? Định nghe anh giải thích đã. Anh ngủ dậy thì thấy Linh nằm ở đây, ngủ sắp ngã ra đất rồi đấy. Anh vào đánh thức để Linh nằm dịch vào thôi, có chuyện gì đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Em ngủ trên ghế làm sao mà ngã được? Em phải tin anh. Em biết thừa anh là người thế nào mà. Anh Cường, anh ấy là người tốt. Mày toàn có nghi ngờ linh tinh thôi. Linh tinh là thế nào? Bây giờ tao nói mày không tin à? Không phải là không tin, nhưng mà anh Cường anh nói đúng mà. Mày đừng có vạch lá tìm sâu nữa. Người yêu của bạn đến nhà ngủ có tơ hơ ra. Này, tao nhịn mày từ tối hôm qua tới giờ rồi đấy nhá. Tao mới là người có quyền trách móc ở đây đấy. Tao đã nhường phòng, nhường giường cho mày với cả người yêu mày ngủ rồi. Thế mà bây giờ mày còn quay ra mày trách tao ngủ tơ hơ à? Mày tha thứ cho tao nhá. Mà vẫn có ý định chuyển đi à? Không ở lại đi. Ừ, công ty tao chuyển văn phòng nên là tao cũng muốn chuyển về đấy cho nó gần. Với cả tao nghĩ mày cũng cần không gian riêng để suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra mà. Mà đôi khi là sống xa nhau thì cũng mở lòng với nhau hơn đấy. Xa thơm cần thối mà. Mà này, đôi khi em cũng phải thay đổi môi trường sống đi, sẽ giúp em quên được nhiều thứ đấy. Hiểu nhầm gì thì anh cũng phải hỏi rõ ngọn ngành như thế nào chứ. Anh đấm người yêu người ta như thế, ai mà chả sót. Em thử đặt em vào anh đi, xem em có bình tĩnh mà hỏi được không. Anh sang đưa đồ cho Linh đi công tác ấy, gặp cậu ta ở trong nhà. Em thử là anh đi, em bình tĩnh được không? Mày còn trách người yêu tao nữa. Anh ấy sang đây thấy người đàn ông lạ ở trong nhà hai đứa con gái thì anh ấy chẳng nghĩ. Mà quan trọng ấy là người yêu mày còn đang mặc áo của tao kìa. Nó chả hiểu anh ấy nghĩ gì luôn ấy. Mà sao anh mặc áo của Linh hả? Thì anh thấy mở tủ ra có cái nào thì anh mặc cái đấy thôi, ai cố tình đâu. Việc anh tự ý lấy đồ ở trong nhà hai đứa con gái đã là anh vô ý lắm rồi đấy anh Cường ạ. Có thế thôi mà cũng nặng lời với nhau thế. Lần trước mày hứa với tao nào? Mày hứa với tao là từ giờ sẽ không đưa người yêu về nhà nữa. Vậy mà mày quên rồi à? Mà mày đưa về mày cũng không nói với tao câu nào cả. Mày có còn coi tao là bạn cùng nhà không? Mày có tôn trọng tao không? Mày muốn tao tôn trọng mày ấy, thì mày phải tôn trọng quyền riêng tư của tao đây này. Đây là nhà tao thuê, tao đưa ai về là việc của tao. Lâu nay là tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Mày... Này, anh thấy em nói thế là không được đâu. Hai người con gái ở với nhau ấy, phải biết bảo vệ quyền riêng tư cho nhau chứ. Đằng này em đừng có vì việc cá nhân của em mà ảnh hưởng đến bạn của mình. Các cụ nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Này, anh nói chuyện như kiểu là tôi cố tình sang đây, xong cố tình giả trò với Linh ấy. Trên đời này ấy,
Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc mà cậu không bình tĩnh ý, tôi cũng chẳng biết được cậu sẽ làm gì đâu. Như tôi với cả Linh yêu nhau, trừ khi có việc tôi mới sang đây để gặp Linh thôi. Mà gặp nhau bọn tôi cũng ngồi phòng khách, chưa bao giờ tôi bước chân vào phòng ngủ cả. Thôi tôi không phải nói nhiều nữa, tao cho mày thời gian suy nghĩ đi Linh ạ. Sắp tới là tao đưa anh Cường về nhà nhiều hơn ấy. Bọn tao muốn riêng tư ở đây, không muốn đi ra ngoài. Dạ vâng, tao vẫn coi mày là bạn mà. Yên tâm nhá. Ừ. Thế hai người về nhá. Đi nhá, bye bye. Bye. Trả lại em tiền à? 25.000 thì chị phải trả lại em 5.000 chứ. Thì 25.000 làm tròn lên thành 30.000. Có mấy cái đồng bạc lẻ mà cô cũng phải đòi lại tôi á? Làm tròn là làm tròn thế nào? Mấy đồng bạc lẻ thì cũng là tiền của em á. Em đưa chị thừa tiền thì chị phải trả lại cho em chứ. Này, cái chuyện ra ngoài ăn uống mua sắm làm tròn tiền là cái chuyện hết sức bình thường. Cô ở trên núi hay sao mà không biết đến cái văn hóa này hả? Cái này mà gọi là văn hóa? Đương nhiên, đấy là cái sự sởi lời mua bán với nhau, là một nét đẹp văn hóa đấy cô gái ạ. Nó chỉ sởi lời vui vẻ khi có được sự đồng ý từ em. 5.000 nó không to, nhưng mà đây cũng là tiền em vất vả kiếm được mà. Thế là ấy, thay vì chị tự cho mình cái quyền làm tròn tiền lên ấy, thì chị cũng phải hỏi em một câu chứ. Lúc đấy em hoàn toàn vui vẻ không cần trả lại mà. Thôi, cô không cần phải ra cái mặt đạo lý ở đây nhá. Tôi biết thừa là cô đang đít tiền rồi. Nhìn cái mặt cô là biết, tướng mặt thì nhỏ, răng thì cứ xin xít ấy. Biết là đủ xin đến cái mức nào rồi. Này nhá, tôi nhìn mặt cô ấy, tôi đã thấy chán rồi. Đúng là cái đồ thấp kém mà. Ai thấp kém đấy? Tôi không tiếc 5.000, nhưng mà tôi cần sự tôn trọng tối thiểu của chị, hiểu không? Mày cao giọng với ai à? Tao nói mày đi con Danh à. Tao nói cho mày biết, quán tao tuy chỉ là ở vỉa hè thôi, nhưng mà hơi bị nổi tiếng với đông khách ấy. Mà khách nào đến thì cũng sởi lời thôi, chứ không ai đòi tiền như mày đâu. Đúng là cái đồ ăn xin. Nói ai ăn xin cơ? Tôi đi ăn tôi trả tiền đàng hoàng, chứ tôi không quỵt của chị xu nào cả. Mà để mà nói về ăn xin ý, thì cái người cuỗ mất 5.000 của tôi mới là ăn xin mà đúng đấy. Mày, tôi chỉ nói để cho chị hiểu xem chị có hối lỗi hay không thôi, chứ tôi cũng chẳng cần đòi lại 5.000 làm gì đâu. Tiền đấy chỉ giữ lại ấm mật thân. Đây là lần đầu, là lần cuối cùng tôi đến rồi đấy. Làm gì đấy Tiến Phong? Chị cố tình hất nước ở chân rồi đúng không? Chị không biết xin lỗi à? Làm sao mà tao phải xin lỗi cái loại rách nát 5.000 kỳ kèo như mày? Chị buôn bán cái kiểu vô văn hóa như thế thì tôi với chị lên phường kể xem người ta nói ai đúng ai sai nhá. Đi con Danh con này, mày làm trò gì đấy? Biết đây đâu không? Giờ anh mới đến nhỉ? Không sao em. Anh là ai mà xem vào chuyện của chúng tôi? Bố mày là bảo kê của quán này, là người bảo vệ cho Phương Anh. Đất ở đây ấy là đất của tao, mày hiểu chưa? Mày nghe rõ chưa hả con Danh? Bây giờ thì mày hết vênh váo rồi nhá. Tôi chẳng làm gì sai để mà phải sợ các người cả. Cái kiểu buôn bán vô văn hóa, bắt chẹt khách hàng thì các người mới là người sai đấy. Tao đích thân biết. Tao chỉ cần biết ấy, đất ở đây là khu của tao thì vậy theo luật của tao. Này, tao không ngại đánh con gái đâu, ý mày như nào? Đúng là chỉ có anh mới là nhất thôi, luôn luôn quan tâm em quán này. Anh làm tốt thế thì tí phải thưởng anh cái gì ấy nhỉ? Đúng ạ. Dọn đi. Ra là một cặp với nhau à? Đúng là nồi nặng úp vung này. Từ sau cách quán này ra. Làm sao đấy? Có chuyện gì mà em gái của anh mặt bí xị thế? Này em đi mua đồ ấy, xong rồi em rẽ vào cái quán vỉa hè ăn, xong rồi em bị bắt nạt đấy. Trên đời này có người dám bắt nạt Linh cơ à? Này, cao nhân đấy là ai đấy? Thì là cái bà bán hàng ấy. Em ăn hết có 25.000 thôi, em đưa bà ấy 30.000. Thế mà bà ấy nghiễm nhiên nghĩ là không cần phải trả lại em luôn. Trường hợp này anh gặp nhiều rồi. Mà thôi, mày bỏ qua đây cho nhẹ đầu. Mà này, anh dặn mày chuẩn bị ít đồ ăn ngon để anh tiếp khách. Chuẩn bị chưa? Em mua hết rồi anh trai à? Nhưng mà khách của anh là ai mà anh tiếp đón có vẻ long trọng đấy? Là chị dâu tương lai của mày đấy. Là cái chị mà hôm anh bảo là gặp nhau ở quán ăn xong rồi yêu nhau mấy tháng đến tận bây giờ á? Chuẩn luôn. Uầy. Đến rồi. Vào đây. Dạ. Là chị à? Chẳng nhẽ cô là em gái của anh Hùng á? Hai người biết nhau à? Chị chính là cái người bán hàng mà không trả lại em 5.000 đấy.
Em nhắc anh mới nhớ đấy. Ngày trước em có kể với anh là mẹ em mở quán vỉa hè. Chính là cái quán mà lần đầu tiên bọn mình gặp nhau. Hóa ra sáng nay em là người bắt nạt Linh. Không có đâu anh ạ. Chẳng qua là sáng nay quán em đông khách, với lại cũng không có tiền lẻ, thế nên là em chưa kịp trả Linh thôi. Chứ em làm gì có xấu tính như thế. Linh ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu mà sáng nay mà chị có quá lời thì em bỏ qua cho chị nhé. Trước mặt anh tôi, hóa ra chị Thảo Mai hiền lành như thế này cơ à? Được rồi, tôi sẽ cho chị tự lộ bộ mặt thật của chị ra. Dạ vâng, không có gì đâu chị. Cũng tại sáng nay em hơi nóng tính. Thôi, có gì chị em mình xin xóa nhá. Thôi được rồi, Linh, bà nấu cơm đi để cả nhà mình ăn. Sáng nay bị Khanh ở quán của chị Phương Anh bẻ cổ tay. Cậu đau tay quá à. Quốc gì bây giờ có ai đó nấu cơm cho mình thì chắc người đấy xứng đáng làm chị dâu của mình lắm đấy. Sáng nay là anh họ của em đến, thỉnh thoảng cũng hay đến quán ấy mà. Thôi em cứ nghỉ đi, để chị vào chị nấu cơm cho nhá. Dạ vâng ạ. Uầy, người ta là khách đấy. Thịt dày đấy, dày thế này á, tí nữa chấm nước mắm nhặt thách ra. Chị phải thái cái thớ thịt á, nó mỏng, thật mỏng, mà để cho ánh sáng nó xuyên qua được ấy. Thái mỏng đến mức mà nó tan trong miệng ấy. Đến nỗi vậy hả em? Chị có làm được không? Hay là để em gọi chị khác đến đây? Anh Hùng nhà em ấy là anh hơi bị nhiều mối rồi đấy. Chị Tâm này, à, chị Ngọc này. Chị làm được, chị làm được. Nấu cái bát canh này hơi mất công tí nhưng mà siêu ngon Linh ạ. Ngon đến thế cơ ấy ạ? Ừ, thử xem. Ngon thật đấy chị ạ. Uầy, hôm nay người yêu anh lại còn đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng à? Trông ngon quá, để anh ăn thử nhá. Ăn cẩn thận ông ngộ độc đây anh ạ. Ý em là độc trong độc nhất vô nhị. Chị Phương Anh mà nấu ăn thì chắc là ngon độc nhất vô nhị đấy nhở. À, đây. Được vào đây. Anh thử cái canh này đi. Canh này chị Phương Anh tâm đắc lắm đấy. Bảo là nấu dành riêng cho anh đấy. Anh cảm ơn nhá. Anh ăn đi. Ngon không anh? Em nấu canh kiểu gì mà mặn chát thế này Phương Anh? Em định hạ giận anh đấy à? Đâu, em ném vừa thôi mà nhở. Sao lại thành ra thế này được? Em tưởng nhà chị bán hàng ăn thì chị phải nấu ăn đỉnh lắm chứ. Thế này liệu chị có cạnh tranh nổi không? Chẳng lẽ em... Thôi, ăn cơm đi. Túm nhầm tóc chị thôi. Mày cố tình thử thách sức chịu đựng của tao đúng không hả? Con đó con. Phương Anh, em đang nói kiểu gì đấy? Hóa ra là chị cũng không hiền dịu nhẹ nhàng như là cách chị thể hiện trước mặt anh trai em nhỉ? Thì ra đây mới là con người thật của em. Phải. Anh xem em gái của anh đi, hành hạ em từ sáng đến giờ đấy. Nó cố tình đổ muối vào canh, rồi cố tình nắm tóc em, rồi hất thịt lên đầu em nữa. Anh xem bao nhiêu thứ nó làm như thế mà em không nổi điên lên được à? Em thôi đi. Nếu như thực sự Linh nó làm những chuyện đấy với em ấy thì là nó quá đáng. Nhưng mà em cũng phải bình tĩnh để cho anh xử lý chứ. Linh, có thật không? Thì em nhận là em có làm. Nhưng mà đấy là do anh không chứng kiến cái cảnh sáng này chị ta hống hách với cả em ở ngoài quán đâu. Anh, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình mà. Em thề là sáng nay em không làm gì quá đáng với Linh cả. Thì em cũng chỉ thử xem chị có đủ tiêu chí để làm dâu nhà này không thôi mà. Em cũng có làm gì quá đáng hay là xúc phạm gì chị đâu mà sao chị cứ làm ầm lên em.
hai người thôi đi. Mỗi người nhịn nhau một câu không được à? Mà Phương Anh này, anh khá bất ngờ với con người của em đấy. Anh không ngờ là có lúc anh được chứng kiến cái giọng của em đánh đá và xéo sắt như vậy. Nhưng mà thôi, anh cũng hiểu được phần nào nỗi uất ức của em. Bởi vì anh biết tính cái Linh nhà anh, nó cũng chẳng hiền dịu gì cả. Nhưng mà ngay bây giờ anh muốn hai người làm hòa với nhau. Em đi về đây, em không ở đây nữa đâu. Mất công ở đây thêm á, lại gây sự với cả Nghiêu anh. Em ở đây đợi anh, để anh đưa nó về đã. Thôi anh đưa Linh về đi, chỗ này để em dọn cho. Giờ mới là bài cuối tôi tung ra đây. Chị đợi đấy. Bye bye chị. Hóa ra là em ở đây thật à? Hôm nay em đến ra mắt nhà người yêu đúng không? Ngoài anh ra em còn ai? Sao anh biết mà đến đây ạ? Em cắm sừng anh à? Anh và em quen nhau từ thời đi học. Ngày nào cũng ra quán nhà em ăn. Bất kỳ nhà em có chuyện gì anh cũng đứng ra giải quyết. Bây giờ em đối xử với anh như này đấy à? Anh ơi, chuyện không như anh nghĩ đâu. Em không phải cắm sừng anh mà là... Không phải cắm sừng mà là bắt cá hai tay đúng không? Anh Hùng, sao anh bảo là anh đưa cái Linh về rồi cơ mà? Chị nghĩ tôi dễ dàng để chị lọt lưới nhà tôi như thế à? Anh là người yêu của chị Phương Anh đúng không? Ừ. Ai đang nghe máy của Phương Anh đi à? Người yêu của anh đang bắt cá hai tay với cả anh trai của tôi. Nếu mà không tin thì anh có thể đến chung cư Star. Tôi bảo anh Hùng đưa tôi về là để dụ chị ra đây, cho chị gặp hai người yêu của chị để chị ba mặt một lời. Chắc là chị không biết lúc sáng nay tôi đã vô tình nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người. Con thanh con này, mày làm trò gì đấy? Biết đây đâu không? Giờ anh mới đến nhỉ? Chào em. Anh là ai mà xem vào chuyện của chúng tôi? Bố mày là bảo kê của quán này, là người bảo vệ cho Phương Anh. Đất ở đây ấy là đất của tao, mày hiểu chưa? Mày nghe rõ chưa hả con Danh? Bây giờ thì mày hết vênh váo rồi nhá. Tôi chẳng làm gì sai để mà phải sợ các người cả. Cái kiểu buôn bán vô văn hóa, bắt chẹt khách hàng thì các người mới là người sai đấy. Tao đấy cần biết. Tao chỉ cần biết ấy, đất ở đây là khu của tao, thì vậy theo luật của tao. À. Này, tao không ngại đánh con gái đâu, ý mày như nào? Ôi, đúng là chỉ có anh mới là nhất thôi. Luôn luôn quan tâm em cái quán này. Anh làm tốt thế thì tí phải thưởng anh cái gì ấy nhỉ? Đúng ạ. Chọn đi. Ban nãy tôi chỉ giả vờ tin chị đấy là anh họ của chị để cho chị không nghi ngờ ấy mà. Thì ra tôi là con cá trong tay cô à? Hả? Rốt cuộc thì tôi là gì? Tôi là sự lựa chọn của cô à? Hay là vì em thấy anh ta giàu hơn anh, có công việc ổn định hơn anh, nên là em? Thì ra là vậy. Từ lúc đụng độ chị ta ở quán ăn, em đã thấy có gì đó không ổn rồi. Có thể chuyện chị ta không trả lại 5.000 không có gì to tát cả, nhưng mà nó đủ nói lên bản chất, tính cách của một con người đấy. Tôi biết thừa là cô đang biết tiền rồi. Nhìn cái mặt cô là biết, tướng mặt thì nhỏ, răng thì cứ xin xít ấy, biết là bủn xỉn đến cái mức nào rồi. Này nhá, tôi nhìn mặt cô á, tôi đã thấy chán rồi. Đúng là cái đồ thấp kém vậy. Này,
nói ai thấp kém đấy. Tôi không tiếc 5.000 nhưng mà tôi cần sự tôn trọng tối thiểu của chị, hiểu không? Mày cao giọng với ai à? Tao nói mày đi con danh à? Tao nói cho mày biết nhá, quán tao tuy chỉ là ở vỉa hè thôi nhưng mà hơi bị nổi tiếng với đông khách ấy. Mà khách nào đến thì cũng sởi lời thôi chứ không ai đòi tiền như mày đâu. Đúng là cái đồ ăn xin mà. Hóa ra là chỉ vì 5.000 mà mày làm đến mức này hả Linh? Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện tình cảm của bọn tao? Tôi là em của anh Hùng. Thấy anh mình đang rơi vào vũng lầy như thế, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng yên được? Cũng chính từ miệng cô nói, 5.000 là chuyện nhỏ. Nhưng mà ngay cả đến chuyện nhỏ cô cũng không thành thật được. Vậy thì sau này chuyện lớn cô sẽ làm thế nào? Nhưng mà cũng may là nhờ 5.000 mà tôi thấy được bộ mặt thật của cô. Từ bây giờ, cút ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa. Cút thì cút, anh cứ làm như anh cao giá lắm. Mình về thôi anh. Anh ta chỉ là trò chơi của em thôi. Còn anh mới là người em yêu 7 năm. Anh vẫn tha thứ cho em mà đúng không? Tôi đã phí 7 năm thanh xuân với cô rồi, không phí thêm được nữa. Cút. Cho đến phút cuối, chị vẫn nghĩ mình cao giá quá nhỉ? Không một chút hối lỗi nào luôn. Đúng là hết thuốc chữa.